Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của chúng tôi. Tuệ Tâm Giác Ngộ xin được kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một ngày mới bình an, mạnh khỏe và nhiều may mắn. Các bạn thân mến, rau xanh là nguồn cung vitamin và khoáng chất rất dồi dào cho cơ thể. Rau xanh cũng là thực phẩm không thể thiếu trong mâm cơm của người Việt. Một trong những loại rau thường mọc ở nơi nhiệt độ mát mẻ, ăn giòn, ngọt và lạ miệng đó chính là ngọn su su thưa quý vị. Và chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn loại rau này không chỉ như là một sự gợi ý về thực phẩm, mà còn bởi vì là loại rau này có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Loại rau này cứ luộc lên ăn phòng 7 bệnh nguy hiểm, kéo dài 10 năm tuổi thọ. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Thông thường trong mâm cơm gia đình của người Việt Nam nhất định không thể thiếu một đĩa rau. Rau vừa là thực phẩm chống ngán, lại vừa cung cấp một lượng lớn các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh các loại rau quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy từ trước tới nay, những năm gần đây trên thị trường đã xuất hiện một loại rau mới, đó là ngọn su su. Đây thực ra là phần ngọn của loại thực vật sinh ra quả su su mà chúng ta hay ăn từ trước đến giờ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra được một số lợi ích sức khỏe từ loại rau này. Bên cạnh đó, đặc điểm của su su là mọc nhanh, ít sâu bệnh, nên không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, vì vậy mà chúng càng được mọi người ưa chuộng hơn. Cô bác có thể sử dụng phần ngọn của su su để chế biến thành nhiều món như xào hay luộc. Trong đó, phương pháp luộc được các nhà khoa học đánh giá rất cao bởi chúng sẽ giúp cô bác giữ được gần như nguyên vẹn lợi ích cho sức khỏe của loại rau này. Và sau đây là các ưu điểm vượt trội của rau su su đã được các chuyên gia sức khỏe thống kê. Cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Lợi ích sức khỏe của rau su su. 1. Tốt cho hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ trong ngọn su su rất phong phú. Trong 100g ngọn su su, cô bác sẽ tìm thấy 2,3g chất xơ và lượng chất xơ này cao hơn so với các loại bắp cải rất nhiều lần. Chất xơ trong loại rau này có chứa hai chất mà cơ thể của chúng ta không thể tiêu hóa và hấp thụ được. Khi vào đến đường ruột, hai chất này có tác dụng làm tăng khối lượng của phân và hấp thụ nước, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Nhờ vậy, cô bác sẽ không gặp phải tình trạng táo bón nếu thường xuyên sử dụng ngọn su su. Mặt khác, chất xơ trong rau su su cũng có khả năng hấp thụ các chất độc trong hệ tiêu hóa và giúp các loại vi khuẩn có ích trong đường ruột phát triển. Từ đó, nguy cơ nhiễm trùng hệ tiêu hóa, đặc biệt là bệnh tiêu chảy sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa. 2. Làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng lão hóa chính là các phân tử được gọi là các gốc tự do. Chúng sẽ gây tổn hại đến các tế bào bên trong cơ thể, cuối cùng dẫn đến việc suy giảm chức năng của cơ thể theo thời gian. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình lão hóa nhờ vào việc bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Và rau su su chính là loại thực phẩm có nhiều chất chống oxy hóa mà cô bác đang cần. Một trong số đó chính là vitamin C. Ngoài khả năng chống oxy hóa, vitamin C còn là chất cực kỳ cần thiết để cơ thể của chúng ta sản xuất ra collagen, một trong những yếu tố rất có lợi trong việc tạo ra sự săn chắc và trẻ trung trên làn da của cô bác. Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, ngọn su su cũng có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ làn da của chúng ta khỏi các tác hại từ bức xạ của tia UV. 3. Giúp củng cố răng và xương. Trong số các loại rau thường thấy trên bàn ăn, hàm lượng phốt pho của ngọn su su thuộc hàng tốt nhất, chỉ thấp hơn một chút so với súp lơ xanh. Khoáng chất phốt pho là một nguyên tố cấu tạo nên xương và răng của chúng ta. Do đó, việc thường xuyên ăn ngọn su su sẽ giúp xương và răng của cô bác chắc khỏe hơn. Đồng thời, lượng phốt pho này cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và đường trong cơ thể. Ngoài ra, trong rau su su cũng chứa hàm lượng vitamin K khá cao. Đây là loại vitamin giúp cơ thể hấp thu canxi dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng liên kết với các loại vitamin và khoáng chất khác để giúp cho hệ thống xương của cô bác chắc khỏe và dẻo dai hơn. Chính vì vậy, nhiều công trình nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng những người càng ăn nhiều rau su su thì tỷ lệ mắc các bệnh về xương khớp sẽ càng thấp. 4. Tốt cho máu và đường huyết. Ngọn su su có thể cung cấp cho chúng ta một lượng lớn chất sắt. Sắt thường được thấy trong các loại thịt đỏ, gan hoặc huyết, nên những cô bác ăn chay thì việc tìm được một loại thực phẩm giàu sắt không phải dễ dàng. Vì thế, các món ăn được chế biến từ ngọn su su chính là cứu tinh cho cô bác trong vấn đề này. Ngọn su su cũng hỗ trợ cô bác kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn, bởi một số nghiên cứu cho thấy các loại hợp chất thực vật có trong rau su su có thể làm tăng tác dụng của insulin trong việc kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường type 2.
5. Tốt cho não. Rau su su cung cấp khá nhiều vitamin B6. Loại vitamin này có khả năng chuyển hóa protein, kích thích hệ thần kinh, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời cũng rất tốt trong việc giúp cơ bắp cải thiện chức năng của não và tăng cường trí nhớ. Các nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng hàm lượng kẽm trong ngọn su su cũng thuộc top 3 trong số các loại rau, chỉ kém rau cải cúc và mang tây một nửa. Loại khoáng chất này có thể cải thiện chứng sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi một cách rất thần kỳ. Bên cạnh đó, chất sắt trong rau su su còn đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ của trẻ. Do đó, cô bác cũng có thể cho trẻ ăn món rau này để trẻ phát triển tốt hơn về mặt trí não. 6. Giải độc, ngừa ung thư. Các nghiên cứu cho biết, trong ngọn su su có chứa một loại hoạt chất có thể tống chất độc ra khỏi cơ thể, đồng thời hấp thụ lượng chất béo dư thừa rồi đẩy chúng ra ngoài bằng đường tiêu hóa. Tác dụng này khá có lợi cho chúng ta trong việc phòng chống ung thư đại trực tràng và một số căn bệnh có liên quan đến hệ tiêu hóa. Ngoài ra, vitamin C có trong ngọn su su cũng được biết đến như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Nghiên cứu còn cho thấy, chất chống oxy hóa này có thể làm chậm hoặc thậm chí là ngăn chặn sự phát triển của tác nhân gây nên bệnh ung thư. Bên cạnh đó, ăn ngọn su su còn có thể cải thiện một số yếu tố nguy cơ gây ra bệnh tim, chẳng hạn như tăng huyết áp, tăng cholesterol và lưu lượng máu thấp. 7. Ngừa mụn. Ngọn su su cũng là nguồn cung cấp chất kẽm rất tuyệt vời cho cơ thể của chúng ta. Khoáng chất này có tác dụng kiểm soát lượng dầu trên da mặt vô cùng tốt. Vì vậy, cô bác có thể bổ sung kẽm cho cơ thể bằng các món ăn được chế biến từ ngọn su su. Những món ăn này vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp cô bác ngăn ngừa mụn tấn công vô cùng hiệu quả. Tuy ngọn su su là loại rau rất có lợi cho sức khỏe, nhưng hai nhóm đối tượng nên tránh ăn loại thực phẩm này đó là những cô bác bị đau dạ dày hoặc vừa trải qua phẫu thuật. Một số loại thực phẩm không nên luộc sẽ gây hao hụt lượng dưỡng chất quý giá có trong rau. Tuy ngọn su su là loại rau mà cô bác có thể chế biến bằng cách luộc, nhưng cũng có những loại rau khác mà cô bác không nên chọn phương pháp chế biến này vì chúng sẽ gây hao hụt lượng dưỡng chất quý giá có trong rau. 1. Bắp cải. Bắp cải chứa hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ như cà rốt, hành tây. Lượng vitamin A và B có trong bắp cải có thể giúp thành mạch bền vững hơn. Ngoài ra, bắp cải còn chứa một số chất chống ung thư cực kỳ tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, khi luộc thì các chất dinh dưỡng này có khả năng bị hòa tan trong nước hoặc bay hơi hết. Vì vậy, cô bác nên chế biến bắp cải thành các món xào hoặc salad là tốt nhất. Nếu vẫn muốn ăn bắp cải luộc, cô bác hãy cho thật ít nước và nhớ sử dụng cả phần nước luộc để không lãng phí những chất dinh dưỡng quý giá có trong bắp cải của bác nhé. 2. Cải bó xôi. Cải bó xôi rất giàu vitamin C và sắt. Trong khi sắt có lợi cho quá trình tạo máu, thì vitamin C đóng vai trò rất lớn trong việc hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp cho khoáng chất này được hấp thu ở hệ tiêu hóa tốt hơn. Khi cô bác luộc cải bó xôi, các chất dinh dưỡng này có khả năng bị hòa tan trong nước hoặc bay hơi hết nên không thể giữ lại nhiều. Vì vậy, để không làm lãng phí lượng dưỡng chất này, cách tốt nhất là cô bác hãy hấp hoặc xào cải bó xôi. 3. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan có chứa một chất có khả năng chống ung thư rất mạnh. Tuy nhiên, nếu cô bác có thói quen luộc đậu Hà Lan thì hãy nhanh chóng chọn các phương pháp chế biến khác như xào, làm mứt hay xay sinh tố. Bởi khi luộc, hoạt chất trên và lượng dưỡng chất có trong loại thực phẩm này sẽ bị giảm đi rất nhiều. 4. Rau muống. Rau muống là một món ăn quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Loại rau này có chứa nhiều chất xơ, protein và một số loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Đây là loại rau tốt cho người bị bệnh thiếu máu, loãng xương, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai. Và tương tự như các loại rau kể trên, các chuyên gia sức khỏe cũng khuyên rằng cô bác không nên luộc rau muống vì điều này sẽ làm thất thoát một lượng không nhỏ những dưỡng chất quan trọng có trong rau. 5. Cải xoăn. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật vô cùng có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, cô bác cũng nên hạn chế việc sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất quan trọng chứa trong rau. Để rau xanh thực sự phát huy tác dụng đối với sức khỏe, cô bác nên đảm bảo nguồn rau mà gia đình mình sử dụng thực sự an toàn, không có vi khuẩn gây bệnh hoặc các hóa chất bảo vệ thực vật nguy hiểm. Ngoài ra, cô bác cũng nên tránh việc chế biến các loại rau này quá lâu để lượng dưỡng chất của chúng không bị hao hụt. Khi chọn phương pháp luộc rau, cô bác không nên để lửa nhỏ, vì như vậy rau sẽ bị đun lâu, từ đó dẫn đến việc những dưỡng chất có trong rau sẽ bị tiêu tan. Thêm vào đó, cô bác cũng nên cho vào nước luộc một chút muối để giữ màu xanh cho rau, đồng thời giúp cô bác tận dụng nước luộc này như một loại canh để không lãng phí những dưỡng chất đã bị hòa tan trong nước.
Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, các bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.